Hello các bạn, hello các bạn. Hiện giờ là mình đang tham dự một cái lễ event gọi là Light Up Christmas Tree nha các bạn. Các bạn nhìn thấy đằng sau của mình đó là một cây thông Noel rất cao nha, khoảng 20 feet đó các bạn. Đêm nay là người ta sẽ đốt đèn để mà bắt đầu cho mùa lễ Noel sắp bắt đầu nha các bạn. Phía sau lưng nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, sau lưng mình là cây thông Noel nha các bạn. Đó, mình sẽ quay một vài hình ảnh về cái event này cho các bạn xem. Và hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái event này của mình nha. Nếu mà thích thì cho mình một like và ủng hộ kênh Thịnh Võ TV. Và để lại lời bình luận, mình sẽ trả lời các bạn nha. Bây giờ let's go các bạn ơi, let's go. Đó, các bạn biết chứ, các bạn có thấy không? Một cây thông rất cao nha, 20 feet nha các bạn. Một chút nữa mọi người sẽ light up, khoảng 30 phút nữa nha các bạn. Bây giờ các bạn thấy một hàng dài, mọi người đang xếp hàng để dẫn các em nhỏ vào chơi nha, trò chơi nha. Đây, hàng dài rất dài nha các bạn. Nha, đây. Hàng rất dài nha. Đây các bạn. Wow, đây là một cái khu shopping ở bên Mỹ nha, sẽ tổ chức lễ mà đốt đèn cho cây thông Noel đó các bạn, để khai mạc mùa lễ Noel 2024 nha. Đây các bạn, phía trước các bạn thấy là một cái bao hao, các em nhỏ rất là thích vô để mà chơi và nhảy chụp hình nè các bạn. Wow, đèn rất đẹp nha. Và ở đây người ta, các bạn thấy không, người ta đã trưng bày rất là những cái thông Noel trên những cái trụ đèn đó các bạn. Đây nè, có bà già Noel nè các bạn, một bà già Santa Claus Noel đây đang đứng để mà chụp hình với lại các em nhỏ nha. Đây, wow, và tặng cookie. Đây đây, tặng hà tặng. Hello Santa. Đây, đây là những chú hề đang làm những cái balloon cho những em nhỏ chơi nè các bạn. Wow, rất đẹp nha, rất đẹp nha, tặng cho một em nhỏ nè các bạn. Wow. Hello. Hello, is it your turn? Yes. Actually, what are you gonna have? A Santa hat. Wow, đây. Wow. Wow, họ làm rất là luôn từ cái hình thể mà những em nhỏ mong muốn nha. Mọi người xếp hàng dài đang chờ để mà là xin balloon nè các bạn. Và đây có một chú thuần lộc nè các bạn ơi. Merry Christmas, hello, happy holiday, yeah, love you baby, wow. Woo. Looks so good, yeah, wow, cool, thank you, thank you, thank you, wow, I love it, wow, good dancer, woohoo. Thank you. Thank you. Hey, snow guy. Woo.
Hello, hello. Look good, look so good. Yeah, happy holiday. Thank you. Yeah. Wow, the tour guide là các bạn. Yeah. Happy holiday. Thank you. Yeah. Wow, anh bạn này cao quá các bạn ơi. Địa điểm ở đây nó gọi là Hillside Village nha các bạn. Hillside Village nha. Đây. Wow, cây thông này. Đây là trước khi mà cây thông được bật sáng lên nè các bạn. Đó, nó sẽ là như vậy nè các bạn. Cao khoảng 20 feet nha các bạn. Quá cao luôn. Đó, các bạn thấy không? Quá nhà luôn. Đáng nữa là người ta sẽ bật sáng khi ông già Noel đến đó các bạn. Wow, ở đây có những cái trái châu người ta trưng bày rất đẹp nè các bạn. Để mà chờ mùa lễ đó các bạn ơi. Rất là nhiều màu nha, rất đẹp. Ở đây là cái chỗ mà trượt tuyết nha các bạn. Người ta làm tuyết tuyết thật nè các bạn, để cho các bạn nhỏ trượt nè. Mọi người xếp hàng chơi rất vui nha. Wow, cái hàng rất dài nha các bạn. Đây. Wow, rồi các bạn, wow, quá vui luôn, quá vui luôn. Đây là tuyết thiệt nha, tuyết thiệt nha các bạn. À, tuyết thiệt đó các bạn. Wow. Ok các bạn ơi, đó là xe bullet đang dẫn đường cho những ông già Noel chuẩn bị tới nè các bạn. Ông già Noel sẽ đi mò trên một cái chiếc xe chữa lửa nha các bạn. Rất đặc biệt nha. Bắt đầu nè các bạn. Rồi, đã mở
Lít đang chớp đèn nè các bạn. Các bạn nhỏ đang tề tụ để được nhìn thấy ông già Noel nè các bạn. Dạ, ông rất đặc biệt nha. Đây, ông già Noel đang tới rồi các bạn ơi. Hello Santa, hello. How are you? Hey, ông già Noel nè các bạn. Dạ, bây giờ ông già Noel chuẩn bị bật đèn Noel lên nè các bạn ơi. Đó, đây là nghi thức bật đèn Noel cho mùa lễ nè. Ông già Noel đã thắp sáng đầy đèn Noel rồi nè các bạn. Ok các bạn, đó là một vài hình ảnh về cái buổi lễ mà cái đốt đèn cho cây thông Noel cho mùa lễ năm 2024 nha các bạn. Mình đã quay đến cho các bạn xem. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái video này của mình nha. Nếu mà thích cái video này thì cho mình một like ủng hộ kênh Thịnh Võ TV nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Nha, bye bye nha các bạn ơi, bye bye. Yeah. Bye bye nha các bạn. Merry Christmas, Happy Holiday, bye bye. It's a hard candy. Come on, Chen. You know what I'm saying?
Okay.